Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Triệu Hồ TV nha. À, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cắn mới cắn. Cắn vậy. Như là con nhái đang bị con rắn cắn đó mọi người. Cũng im re luôn rồi. Chắc nốt rồi quá. Mạnh nhẹ là mạnh quá sợ. Chạy rồi.